Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn tiếp tục đến với bài học tiếp theo. Và bài học này là một bài học rất dài. Liên tục các series, các cái video nói về các kỹ năng bán hàng cần thiết dành cho một king of sale, dành cho một người best seller, dành cho một người thành công từ bán hàng. Thì ở đây tôi liệt kê ra có khá nhiều các kỹ năng mang tính tổng hợp và mang tính đa chiều cho một cái người làm sale có thể làm được. Đó là kỹ năng thuyết phục, thuyết trình, đúng không ạ? Kỹ năng bán hàng tại hội thảo, bán hàng trên sân khấu, kỹ năng đàm phán, kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng qua điện thoại hay còn gọi là telesale, đúng không ạ? Kỹ năng xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới bán hàng, gọi là network selling đấy, đúng không ạ? Các kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng phân tích thị trường, phân tích nhu cầu, đúng không ạ? Kỹ năng chốt đơn hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng sau bán, đúng không ạ? Kỹ năng duy trì và phát triển các mối quan hệ lâu dài với khách hàng, kỹ năng bán chéo, bán thêm, bán giảm, đúng không ạ? Gọi là upselling, ấy, cross-selling và downselling, đó. Kỹ năng xây dựng quy trình và chính sách, xây dựng chính sách bán hàng. Thì đó là một số những cái kỹ năng cơ bản mà một người làm sale như chúng ta cần phải có và hoàn thiện không ngừng các cái kỹ năng này để trở thành một best seller, một người bán hàng và có thể bán được rất nhiều hàng và có cuộc sống trở nên hạnh phúc, thu nhập có thể trở nên tự do và được khẳng định về nghề nghiệp và khả năng thăng tiến trong công việc và xã hội, có đúng không ạ? Vâng, thế thì đấy là tôi liệt kê ra một số những cái kỹ năng mà các bạn sẽ cần thiết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ là đi vào từng cái kỹ năng một. Và mỗi một cái kỹ năng này thì tôi sẽ dành cho các bạn trong một video từ 10 cho đến khoảng 20 phút tùy vào cái mức độ dài và mức độ chuyên sâu mà tôi muốn chia sẻ cho các anh chị và các bạn, được chưa ạ? Vâng, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục. Đầu tiên là tôi muốn trình bày về kỹ năng thuyết trình và thuyết phục. Đây cũng là những cái kỹ năng mà để dành cho các bạn có thể bán hàng trực tiếp với khách hàng, bán hàng theo kiểu hội nghị, sân khấu, bán hàng theo kiểu thuyết trình dự án rất là tốt, được không ạ? Vâng, bắt đầu ạ. Về kỹ năng thuyết trình và thuyết phục để có thể các bạn giúp các bạn trở thành một cái best of sale, một cái chuyên gia về bán hàng, thì ở đây thì tôi sẽ liệt kê ra các anh chị một số những cái ý rất là quan trọng để các anh chị bám theo. Thứ nhất đấy là chúng ta cần phải tìm hiểu về khách hàng, hoặc là tìm hiểu về đối thủ, hoặc là tìm hiểu về đối tác của chính chúng ta thật là kỹ lưỡng, tìm hiểu cái nhu cầu, cái năng lực, cái mong muốn thực tế, thậm chí là tìm hiểu cả những cái khó khăn của chính họ để chúng ta thảo luận với ban giám đốc để đưa ra những cái chính sách, những cái bản chào tốt nhất dành cho khách hàng hay là cho đối thủ hay là cho đối tác, có đúng không ạ? Và câu hỏi của tôi ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ đưa ra bộ chính sách là gì? Ở bộ chính sách này có những cái điểm gì là quan trọng, nó gọi là keywords, đúng không ạ? Hay là key selling, những cái điểm mà giúp để chúng ta chốt được đơn hàng với khách hàng hoặc là với đối tác của chúng ta, đúng không? Sau khi chúng ta tung bộ này ra xong thì chúng ta sẽ chuẩn bị dưới dạng là bài thuyết trình, dạng slide, hay dạng video, hay dạng mind map, hay là dạng bản Word đầy đủ, hay là dạng Excel đều ok. Tóm lại là chúng ta sẽ phải chuẩn bị các cái bộ tài liệu, thậm chí là phải đi theo những cái tiêu chuẩn, quy chuẩn của những cái công ty lớn, hay là các bạn làm với công ty nước ngoài thì cần phải có cả những cái hợp đồng, cần có cả những cái giấy chứng từ quan trọng để minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp, có đúng không ạ? Đấy, thì tôi đưa ra lời khuyên là gì ạ? Phải đẹp, phải đầy đủ, phải chuyên nghiệp, phải được sắp xếp, đúng không ạ? Phải có những cái hình ảnh, có những cái minh chứng, có những cái video để giới thiệu cho chúng ta. Đấy, số liệu một cách đầy đủ, được minh chứng rõ ràng. Đấy, tránh cái việc dài dòng văn tự và thiếu đi sự tập trung, đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào những cái giá trị, những cái lợi ích, những cái quyền lợi, những cái giải pháp dành cho khách hàng và đối tác, và chúng ta đưa ra cái sự so sánh, chúng ta thuyết phục cho họ làm sao cho tốt nhất có thể. Đó, sau khi chúng ta đã chuẩn bị xong về những cái tài liệu này rồi thì chúng ta phải tập dượt một cách hết sức là cẩn thận, nghiêm túc, có trách nhiệm đối với cái bài này, bài thuyết trình này. Chúng ta phải đọc hết các cái tài liệu để làm sao khi mà chúng ta đi thuyết phục, đi thuyết trình thì nếu mà ở phía bên dưới có câu hỏi như nào, chúng ta đã nắm được, chúng ta đã trả lời ngay lập tức, chúng ta thuyết phục họ, có đúng không ạ? Người ta luôn nói là có cái sự chuẩn bị thì bao giờ cũng tốt hơn là không có.
Đó. Và chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được các câu hỏi và các tình huống để chúng ta có thể trả lời một cách tốt nhất. Và chúng ta cũng chuẩn bị cái kỹ năng thuyết trình, thuyết phục bằng cách là ăn nói lưu loát, rõ ràng, nụ cười thân thiện, gương mặt sáng sủa, trang phục thì chuyên nghiệp, ví dụ như mặc đồng phục của công ty hoặc là mặc những cái trang phục business style, đúng không ạ, rất là lịch sự, trông như tôi chẳng hạn. Đấy, tôi lấy thí dụ như thế, đúng không ạ? Vâng, chúng ta sẽ nói những thứ mà khách hàng thực sự muốn nghe, khách hàng thực sự bị cuốn hút. Chúng ta hãy mở đầu câu chuyện bằng những cái số liệu, bằng những cách giật tít, đúng không ạ, bằng những sự trò chuyện. Chúng ta xem khách hàng của chúng ta là nằm trong cái tuyếp nào, DISC hay là chúng ta có sự thân thiết hay không, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải chú ý đến cảm xúc và phản ứng của khách hàng hay của đối tác trong cái quá trình chúng ta thuyết trình. Chúng ta phải xem, lắng nghe họ. Ở đây thì tôi không nhìn thấy bạn được thôi, chứ nếu mà tôi nhìn thấy các bạn là tôi biết các bạn muốn gì đấy. Nếu mà các bạn ở trong lớp của tôi là tôi nhìn thấy là tôi biết các bạn thích nghe cái gì và các bạn không thích nghe cái gì, có đúng không ạ? Và cái cảm xúc phải làm cho họ vui vẻ lên, phấn chấn lên, bởi vì người ta mua hàng bằng cảm xúc mà, có đúng không ạ? Chúng ta hãy biết bắt đầu ấn tượng, đúng không ạ? Đoạn giữa thì phát triển bừng bừng khí thế, và đoạn chốt là gì ạ? Cũng rất là mạnh mẽ và rõ ràng. Đấy. Và chúng ta sẽ cũng chuẩn bị những cái bộ sale kit một cách rất là đầy đủ để chúng ta thuyết phục khách hàng. Thí dụ như chúng ta tư vấn, chúng ta trò chuyện, đúng không ạ? Chúng ta đứng ở hội thảo thì thậm chí là chúng ta còn phải có những cái gì ạ? Quy trình, có những kịch bản, có sự hỗ trợ của âm nhạc, có sự hỗ trợ của rất nhiều các đồng đội của chúng ta nữa trong quá trình bán hàng. Thì hiện nay trên thị trường người ta thấy là có những cái diễn giả họ bán hàng rất giỏi, bởi vì họ sử dụng cái kịch bản bán hàng trên sân khấu. Họ có những cái phương pháp là cho đi, phương pháp NLP, kích động cái sự khích lệ, đúng không ạ? Rồi thì làm tăng năng lượng, tăng cảm xúc. Đấy, rồi người ta đánh vào cảm xúc của chúng ta, yêu, ghét. Thậm chí người ta dìm chúng ta xuống cái cảm giác là tận cùng. Sau đó người ta lại nâng chúng ta lên những cái cảm giác lâng lâng trên cột điện ấy. Thì cái phương pháp như thế người ta gọi là phương pháp bán hàng tại sân khấu. Và những cái diễn giả như vậy họ áp dụng những cái phương pháp đấy để họ chốt đơn chúng ta trong cái quá trình mua hàng. Họ cho đi một cái phễu free 1 ngày, free 2 ngày, free 3 ngày. Và đôi khi chúng ta cảm xúc đi lên thì não bộ đi xuống. Chúng ta không ra quyết định mua hàng dựa trên lý trí, mà chúng ta ra quyết định dựa trên cảm xúc. Và rất có thể sản phẩm của chúng ta mà chúng ta mua có thể không phải là cái thứ mà chúng ta cần, hoặc là chúng ta vỡ lẽ ra rằng là chúng ta đã sử dụng những cái sản phẩm và dịch vụ không tốt. Thì trên thị trường thì tôi thấy là có những cái chương trình như vậy, và các bạn cũng bỏ tiền ra đi học những cái chương trình mà trở thành một cái diễn giả sân khấu, một cái chuyên gia đào tạo với một học phí rất là cao. Thế thì nếu mà bạn là muốn bán hàng ở trên sân khấu thì các bạn phải biết những cái kỹ năng thuyết trình, các bạn phải nắm được cảm xúc khách hàng, các bạn phải thuộc kịch bản và các bạn phải làm diễn tại sân khấu theo đúng kịch bản, bởi vì ở đấy người ta là diễn chứ không phải người ta là làm. Tôi có một cái câu chuyện mà thực tế là một cái công ty bất động sản với hàng chục sale và bán hàng vẫn thua một người bán tại sân khấu cúp làm bất động sản. Đấy, cách thức người ta làm là gì? Người ta sẽ chạy quảng cáo Facebook hay là cốc cốc để người ta đưa khách đến hội thảo. Hàng nghìn người đến hội thảo tham dự một cái chương trình học 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày miễn phí và được đối đãi rất tử tế. Và sau đó thì người ta nói về cái dự án đầu tư đó, người ta nói về cái dự án bất động sản đó. Nó rất là khớp với nhau và có một cái tỷ lệ khách hàng mua rất cao. Thì một người bán hàng như thế có thể bằng hàng chục sale đến cả hàng trăm sale bán hàng. Thì ý tôi muốn nói về cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng bán hàng theo cái thuyết phục là như thế. Tất nhiên các bạn cũng sẽ cần phải dành thời gian ra để chuẩn bị tư liệu, để sản xuất những bộ sale kit, để tập dượt và để chuẩn bị về cái cách tiếp xúc với khách hàng, vân vân. Càng nghiên cứu kỹ càng tốt, càng hợp đồng lớn chúng ta càng phải thận trọng để chúng ta có thể chốt đơn thành công. Nếu mà chúng ta thuyết trình không tốt thì chúng ta có thể sẽ mất đi cơ hội, được chưa ạ? Vâng. Thế thì cái video này thì tôi hướng dẫn là đầu tiên, nội dung thứ nhất là một số những cái kỹ năng cần thiết dành cho dân sale, và tôi đã trình bày với các anh chị về một số những ý tưởng quan trọng và cơ bản để giúp cái tăng cái khả năng thuyết phục, thuyết trình là một cái kỹ năng bán hàng quan trọng của một kênh nhập sale.
Vâng, nếu các bạn có câu hỏi gì thì xin vui lòng hãy liên hệ với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trong phần kỹ năng bán hàng của Kingdom Sales. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.